Dạo này buổi trưa thì bọn mình không hay ăn cắm tin nữa, mà thay vào đó là đi khám phá mấy tiệm đồ ăn ở ngay gần trường mình. Bữa hôm nay thì có món cơm rang kim chi cùng với một quả trứng ốp la. Thường thì những chuyến hành trình đi khám phá tiệm ăn của mình thì hay bắt đầu vào thứ ba cơ. Sang thứ ba thì bỗng dưng trời trở lạnh, còn có 5 độ C thôi, nên bọn mình quyết định đi ăn cam cha thang. Tiệm này mùa đông năm ngoái mình với Ngân đi qua thì thấy xếp hàng siêu đông, thế nên đã kịp thời lưu lại để dành đến hôm nay để ăn thử. Bọn mình đang xếp hàng. Vì tranh thủ đi ăn vào ngày thường, thế nên là bọn mình chỉ phải đợi 20 phút thôi. Lúc đầu mình hỏi Ngân là thế đi hai người thì gọi phần cỡ vừa à? Nhưng may mà Ngân đã kịp thời ngăn cản, tại vì một cái suất cỡ bé ở đây thì hai người ăn là vừa rồi. Đọc mấy ba review trên Naver thì nồi cỡ bé trông cũng khá to. Và đây chính là nồi cam cha thang size nhỏ ấy. Và một nồi như thế này thì sẽ có tầm 6 đến 7 miếng sườn. Đây là 20 chấm. Thịt sườn mềm, ăn đã ưng rồi, mà đến khi mình chấm thử vào suất này thì ăn càng quá hơn nữa, sẽ có vị mù tạt nên mà không cay quá đâu. Lúc đầu thì mình rất là lười rửa tay, thế là định ăn bằng đũa với thìa thôi. Nhưng đến miếng sườn thứ hai thì mình đã quyết định từ bỏ và dùng tay gặm luôn. Mình cảm giác dùng tay thì vừa ăn được hết thịt, gặm được cả miếng sạch sẽ, cảm giác ăn ngon hơn nữa, tại vì được ngoặm một miếng to. Và để kết thúc bữa ăn một cách trọn vẹn thì bọn mình đã gọi thêm một phần cơm. Với phần nước dùng còn lại trong nồi thì các cô ở đây sẽ trực tiếp giúp mình rang cơm sao cho thật là đều. Vét sạch nồi cơm là bụng hai đứa đã cực kỳ ấm rồi đấy. Ngâm bát mình cà phê mọi người ơi, mình còn đã không muốn đi cà phê rồi. Thần Dương cứ bắt mình đi cà phê, mình đã bảo là đi về rồi. Lại. Đây này, đây là. Đây là quán cà phê lần trước. À đâu nhỉ? Đây là quán pizza lần trước mà mình ăn nè. Kỷ niệm ấy. Quán tanh. Sau 15 phút đi lượn lờ tìm cà phê thì bọn mình quyết định qua Onion. Onion thì bọn mình đã ngồi một lần ở cơ sở chợ Quang Trang rồi. Cơ sở này ở Sương Su thì là lần đầu tiên, vì đến cũng tầm 8 giờ tối rồi ấy, thế nên là bánh thì cũng không có quá nhiều sự lựa chọn nữa. Lướt qua menu đồ uống thì có một món mới là trà sữa, bọn mình rất là muốn thử nhưng mà lại hết mất rồi, hu hu. Đành ngậm ngùi mà chọn món khác rồi lên chọn chỗ ngồi. Khi mon theo cầu thang lên tầng 2 thì mình khá bất ngờ, bởi trên này là một không gian ngồi ngoài khá là rộng, và thay vì đưa cho mình thẻ bàn dùng để tự lấy đồ thì người ta sẽ hỏi tên mình và sẽ đợi ở đó luôn. Đến khi pha xong thì người ta sẽ gọi tên để ra nhận. Anh ấy dặn mình là phải quấy đều ngang lên. Còn cái này là phải chọc 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 chọc. Chuyên nghiệp đấy. Cái này là almond latte. Cũng bình thường thôi. Đây là cái bánh. Bánh ấy. Bánh có một cái thìa ở giữa. Ngắm chỉ là latte mà thơm mùi sữa hạnh nhân này. Chỉ thay sữa thơm vào sữa hạnh nhân. Do có một sự cố nhỏ nhỏ, mọi người đã tách thành hai cái bánh khác nhau. Đấy, nó là lớp caramel trên mọi người ạ. Ăn nó cũng mềm mềm. Mình biết nó giống gì rồi, nó hơi hơi giống cái vỏ ngoài, hơi giống cái bánh pavarotti ấy. Mẹ tay ăn. Đây là một nửa su kem mà Ngân đã cắt ra. Mọi người nhá. Mình không thích phần kem lắm. Thì Ngân thích uống latte nên mình nhìn Ngân cốc latte này. Fuck. Thì ra tại vì đắng quá. Mình đã chuyển cầu cái này. Chua chua. Nhưng nói chung là nó cũng dễ uống. Tại nó là trái hoa quả. Tại vì
cũng đã lâu rồi mình không ăn hoa quả. Đây là một sự thay thế hợp lý. Nhưng mà thực chất là không hợp lý đâu, tại vì đây là trà hoa dâm bụt và hoa hồng. Mà thôi cứ coi như hợp lý đi, tại vì cũng có chữ hoa ở đầu mà. Và cũng có một sự thật nữa là bọn mình chọn đi cà phê ở Onion để có không gian trong nhà ngồi cho ấm. Ấy vậy mà không hiểu sao đến đây lại chọn ngồi trên tầng, lại còn ở ngoài trời, gió lạnh buốt mặt. Thế nên đã phải chui xuống tầng dưới ngồi, mà xuống tầng dưới thì vẫn là ngồi ngoài thôi. Sau thất bại lần trước đi ăn đồ Việt, đi đúng hôm còn đóng cửa, thì hôm nay bọn mình đã thành công phục thù rồi đây. Tiệm này thì có tên là Hà Nội 102, nằm ở khu Sương Su. Mọi người ơi, bọn mình đến rồi nhưng mà Ngân vẫn chưa đến. Phê phán hiện trạng đến muộn tập đi vệ sinh ở ga tàu. Lúc đầu nhìn menu thì mình hơi buồn một chút, bởi vì bán đồ Việt Nam nhưng mà tiệm lại không để tên bằng tiếng Việt. Mà không gian tuy là cũng xinh nhưng mà trông không Việt Nam lắm. Nếu mà không tìm hiểu trước mà chỉ đi qua thôi thì bọn mình cũng không nghĩ là ở đây lại bán đồ Việt đâu. Hơi buồn vậy thôi, nhưng điều may mắn và cực kỳ ngạc nhiên là tuy đầu bếp cùng với chú quản lý ở đây thì là người Hàn, nhưng mà hương vị thì không nhầm đi đâu được, đúng chuẩn đồ ăn Việt Nam luôn. Từ bát bún bò Huế có cái nước dùng khá cay cay này. Mọi người ơi, cái bún bò Huế này nó ngon lắm ấy. Nó kiểu, nó rất giống cái bún bò Huế mình ăn được ở Hà Nội ấy. Nó hơi cay. Có cả hoa chuối hẳn hoi nhá, thiếu mỗi cái bóng giò thôi. Chúng có vẻ mới ngon lắm. Có đồ miếng giò là không ngon thôi. Đây là miếng duy nhất không ngon thôi. Mình đâu? Xong rồi đến bát phở bò tái chín với bánh phở tươi. Phở tươi thì nó không phải kiểu. Và những miếng thịt chín thì rất là mềm. Rau mềm luôn ấy. Dù cả ba đều ngon, nhưng mà mình ấn tượng nhất với bún bò Nam Bộ. Đây là bún bò Nam Bộ. Còn chị Kỳ Anh đã ăn phở rồi. Còn Ngân đã ăn bún bò Huế rồi. Đây là thành quả của ba đứa bọn mình. Sau 20 phút, hết sạch xanh xanh, chỉ còn mỗi nước dùng hoặc là hành. Một điều khá là thú vị, đấy chính là phở bò đây thì cho còn nhiều hành hơn cả khi mình order thêm hành ở nhà nữa. Dĩ nhiên là vẫn có một chút bụng cho cà phê rồi chứ. Ghé qua 527, bởi ở đây có những chiếc pancake nùng nính rất chi là xinh. Nhưng không ngờ rằng cái loại có trân châu mà bọn mình muốn gọi thì lại hết trân châu mất rồi, hu hu. Bọn mình đành phải order mỗi cà phê mà thiếu đi bánh ngọt vậy. Ở đây thì đem lại cho bọn mình một cái vibe khá là cozy, ấm áp. Có điều là tầng 1 hơi bí. Nhưng mà may là ngồi được một lúc thì bọn mình phát hiện ra là quán còn tầng 2 nữa. Nên đã đợi lấy đồ uống rồi mang lên tầng 2. Chọn một bàn ngay cách cửa sổ luôn. Không gian khá là dễ đi ngủ đấy. Mình thì gọi món signature ở đây, 527 siêu peno. Ở dưới là cà phê, sữa. Và trên là một lớp kem trái cream brulee. Lớp kem bên trên ngon, béo béo và cực kỳ ưng miệng mình. Hôm nay thì mình có việc phải lên văn phòng một chút. Trong lúc đợi mọi người đến thì mình tranh thủ làm nốt bài tập môn kinh tế. Mà vừa nãy mình có gặp cô chủ nhiệm ở quán cà phê. Thế nên là cô đã mua cho mình một cốc trà sữa này. Hoàn thành xong việc trong văn phòng rồi thì mình đến lớp học luôn. Chiều nay thì mình có một môn kéo dài 3 tiếng, Broadcast Planning. Nhưng mà đến chỉ nghe nhóm khác thuyết trình thôi, tại vì nhóm mình đã thuyết trình từ tuần trước rồi. Đến tối thì có hẹn đi ăn ở X Sơn Đông. Ở đây đi vào cuối tuần thì rất chi là đông, nhưng mà ngày thường thì lại vắng tanh. Sợ đông nên bọn mình còn đặt bàn trước trên Naver, cháu cho ăn cơ. Không cần thiết lắm tại vì đến nơi thì cũng không có khách đâu. Những người đến đầu tiên thì dĩ nhiên vẫn là mình và chị Kỳ Anh rồi. Vì ở trên Naver thì mình mới chỉ xem ảnh đồ ăn thôi. Đến nơi thì hơi sửng sốc một chút, tại vì quán bé hơn mình nghĩ rất là nhiều. Chỉ có vỏn vẹn 6-7 bàn thôi. Thảo nào mà đến cuối tuần mọi người lại đứng đợi lâu thế. Đến sớm thì bọn mình cũng tranh thủ order luôn. Đồ ăn ở đây thì lên cũng khá là lâu, tầm 20-30 phút thì mới đủ đồ. Bọn mình sẽ ăn khai vị với bánh mì trước, chấm cùng với lại sốt dầu ô liu. Bánh mì ấm và mềm, đói lắm rồi nhưng phải nhâm nhi từng tí một để đợi món chính lên. May là đồ ăn ở đây thì sẽ lên hết một lượt luôn. Vì ở đây có quy định là một người phải gọi một món, nên bọn mình đã gọi bốn món khác nhau. Bốn đứa bọn mình đói meo rồi đấy, nhưng mà đều rất đồng lòng và kiên nhẫn để chụp ảnh trước đã. Ở đây thì chúng ta có một mì spaghetti sốt cay hải sản, một risotto tôm, cùng với một suất pasta sốt kem thịt sông khói. Và một suất bít tết. Cắt gì bây giờ? Cắt đôi nhá.
Trong hai loại mì Ý thì mình nghiêng về cái pasta sốt kem hơn. Bởi mì sốt kem hải sản thì hải sản có vị tanh. Chị Kỳ Anh bảo là ăn giống champong phiên bản mì Ý. Bít tết thì bọn mình gọi medium rare, ăn cũng mềm. Nhưng mà có vẻ ở nhà mình đã ăn được một quán bít tết ngon hơn rồi. Món bọn mình thích nhất thì là risotto tôm. Đây là lần đầu tiên mà mình ăn thử risotto. Trước đây thì mình nghĩ mình sẽ không bao giờ thích món này đâu. Ai mà ngờ được món này lại gây nghiện như thế. Ăn xong thì bọn mình qua Myeong Dong để uống thử mì xuê. Mình rất là tò mò tại vì không biết là mì xuê ở Hàn thì có khác gì so với mì xuê ở nhà không. May đến vừa đúng lúc, hai ly kem xanh cho bọn mình là hai ly cuối cùng luôn. Kem xoài thì lại hết mất rồi nên là bọn mình thay thế bằng trà sữa. Câu chuyện là cái kem rất là ngọt nhưng mà trà sữa thì lại rất là nhạt. Ngân đang ngồi trong sự nhạt của trà sữa. Sáng chế một cách mới, trộn kem vào trà sữa, máy khuấy Seoul. Mình đến lớp rồi thì mới đọc được thông báo hôm qua cô cho nghỉ của người ạ. Cô bảo là đang mùa xuân thế nên là không đại học online, các con nên đi bộ du xuân đi. Thế nên bây giờ mình sẽ đi bộ đi du xuân. Giờ thì mình sẽ đi bộ quay trở lại Seoul Forest, địa điểm hẹn ban đầu của bọn mình. Wow.
lắm mọi người ơi. Mình không biết tại sao mọi người cứ nằm đây rồi. Đang nằm cạnh một cái bãi đất với một cái đồng bằng. Bọn mình quay lại cái chỗ mà mình khám phá ra lúc đầu để chụp ảnh. Đây, thì đây là tấm mà mình sẽ cầm về. Ai cho? Mình đùa với mọi người ạ. Sao người ta nhầm lẫn thì đây là tấm mà mình sẽ cầm về. Cả tấm kia nữa, mình cầm về hai tấm. Chọn đâu rồi?